Kính thưa quý vị, người dân Pakistan tức giận trước việc một lãnh đạo Taliban bị máy bay không người lái Hoa Kỳ bắn chết. Người dân thường Pakistan ngày hôm nay đã bày tỏ sự tức giận trước cái chết của một nhà lãnh đạo Taliban Pakistan bị tấn công bởi một máy bay không người lái của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua. Haki Mullah Masood, một trong những người đáng sợ nhất ở Pakistan, bị Hoa Kỳ treo tiền thưởng 5 triệu Mỹ Kim, là người dẫn đầu một nhóm phiến quân từ một nơi ẩn náu trong núi ở Bắc Waziristan, thành trì của Taliban trên biên giới Afghanistan. Nguồn tin an ninh và Taliban cho biết là ông Masood đã bị giết chết cùng với một số đồng nghiệp của ông. Nguồn tin tình báo cho biết là máy bay không người lái đã bắn 4 tên lửa vào một khu trại ở Dandarbakel, một ngôi làng cách thủ đô khu vực Miranshad 5 km, nơi mà ông Masood đang tham dự một cuộc họp của 25 nhà lãnh đạo Taliban để thảo luận về đề nghị đàm phán của chính phủ. Các thông tin không thể được kiểm chứng một cách độc lập vì các nhà báo không thể đi vào các khu vực bị ảnh hưởng. Cái chết của Masood gần như chắc chắn sẽ phá vỡ triển vọng của các cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và chính phủ của Thủ tướng Nawaz Sharif, người đã hứa hẹn mang lại hòa bình cho đất nước. Một nhân viên bán hàng ở Islamabad, ông Usman Ali nói, các cuộc đàm phán sắp được tổ chức giữa chính phủ và Taliban, vì vậy cuộc tấn công vào thời điểm này là một sai lầm khủng khiếp. Có lẽ Hoa Kỳ muốn Pakistan và Taliban Bắc Waziristan tiếp tục chiến đấu với nhau. An ninh đã được tăng cường tại các thành phố lớn vào ngày hôm nay giữa những lo ngại rằng cái chết của Masood sẽ dẫn đến những cuộc tấn công trả thù. Masood, người đã trở thành thủ lãnh Taliban Pakistan trong tháng 8 năm 2009, sau khi một máy bay không người lái giết chết lãnh đạo cũ là người thầy của ông Masood.